Ok. Ok, như vậy anh quay lại Facebook đi. Bước số 2 của anh đó là phải xác định bảng mục tiêu. Bảng mục tiêu này nghĩa là chúng ta sẽ quảng cáo cho ai, nói cái gì cho họ và lý do tại sao họ lựa chọn mình. Thế như vậy là khi nhìn vào cái chiến dịch của bạn này thì Cái quy trình cái là quy trình quảng cáo thứ nhất là cái gì? đầu tiên là anh phải dựng Thứ bảng nhất mục tiêu đúng không? Bảng 3C ấy. xây dựng bản mục tiêu. Đúng rồi. Cái này là hôm trước em chỉ cho anh cách xây dựng bảng 3C anh biết rồi đúng không? Phần 2 đó là xây dựng bảng chân dung khách hàng. Trong đó thì nó cần phải trả lời được 3 vấn đề. Một là khách hàng là ai, họ đang cần gì và lý do tại sao họ chọn chúng ta. Thì bây giờ mình quay lại cái câu chuyện của quảng cáo. Thì như vậy là anh nhìn thấy là cái quảng cáo này của anh đã có xây dựng được bảng đối tượng chưa? Vậy là mình đối phần đối tượng mình coi hả? Không, tức là mình phải tự vẽ ra. Tức là bây giờ không phải phần đối tượng nhé. Anh chỉ nhìn vào cái quảng cáo này. Ví dụ như bạn ấy đương chạy cái quảng cáo này là Dell 440 đúng không? Bạn ấy chạy từ là R440. Anh ấn vào phần quảng cáo cho em một cái. Ấn vào quảng cáo mở rộng ở phía trên. Rồi. Ok, thì như vậy là bạn ấy set up cái chiến dịch là bán con Dell R440 này. Thì như vậy mục tiêu của bạn ấy là bán cho người có nhu cầu mua cái con này không? Tức là khách hàng là người người ta đã có biết cái con này chưa ạ? Khách hàng thì họ biết con này, nếu mà đối với cái ngành server thì thường thường là họ phải tìm cái sản phẩm, tìm sản phẩm rồi họ mới coi cái thông tin sản phẩm rồi họ mới so sánh rồi họ mới mua chứ. Không, nhưng ý em là khi mà bạn ý xây dựng ra cái phần chiến lược chạy cái này thì nghĩa là bạn đương định tiếp cận đối tượng là người đã biết con R440 này chưa ấy, tức là theo anh là biết chưa? Anh nghĩ là nếu mà nó xây dựng kiểu này là xây dựng theo kiểu Dell chính hãng R40, chắc là khách hàng không biết đâu, khách hàng mà sao mà biết cái sản phẩm này được. Thì nếu mà bạn ấy đương chạy như thế này thì nghĩa là khách hàng phải biết rồi. Tức là đây là kiểu chạy dành cho cái nhóm đối tượng khách hàng người ta đã biết con R440 này rồi. Ví dụ như em không biết con này làm sao em search từ này được. Em chỉ search cái từ là ví dụ như là máy chủ Dell nên mua này, máy chủ Dell giá bao nhiêu tiền này, nên mua loại máy chủ Dell nào. Tức là cái nghĩa là khi bắt đầu thiết lập chiến dịch chạy một cái là cái người làm quảng cáo đã phải định hình là đối tượng khách hàng của mình là ai, họ đã biết đến sản phẩm chưa, họ chưa biết thì họ search cái gì, đúng không ạ? Thì nếu mà Chắc cách là như của bạn này là biết rồi. nếu hiểu 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 Được hiểu chưa? em nói Đúng rồi. là nếu mà xét xét kiểu này là dành cho những người mà biết cái con này họ mới tìm kiếm ra thôi. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Nghĩa là ở đây khi nhìn qua cái này phát là bạn ấy đương làm theo một cái tư duy là tập trung vào đối tượng khách hàng đã biết rồi. Đúng không? Và bạn ấy chưa đến cái đối tượng khách hàng số 2 là người chưa biết. Tức là cái người mà người ta không biết là mua con gì thì người ta phải search theo kiểu là ví dụ như là nên mua máy chủ nào đúng không? Máy chủ nào nên mua để dành chơi game, máy chủ nào nên mua để làm cái này, để làm cái kia thì nghĩa đấy người ta gọi là xây dựng bảng chân dung khách hàng. Thì ở đây là bạn ấy chưa làm. Thì sau đó thì bắt đầu bạn phải đặt ra một câu hỏi, đúng không? Ví dụ như là cái người mà mua con R440 này thì như vậy nhu cầu của người ta là gì? Nếu mà mua con R440 là nhu cầu của họ là gì? Ý em hỏi là nếu mà họ sản phẩm họ mua con Dell R440 này là nhu cầu của họ là gì? Vâng, tức là ý của em đó chính là khi mà cái người người ta muốn mua hàng ấy, người ta đã đích danh chọn con này rồi thì ở trong đầu người ta phải xác định là mua con này để làm gì đó. Thì bây giờ mình đặt câu hỏi, thế thì là mình phải trả lời cho người ta là tại sao người ta nên mua con này, ví dụ thế. Nếu mà họ biết sản phẩm rồi thì họ 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 biết cái sản phẩm đó rồi thì họ cần gì phải hỏi ta? À không, thì tại vì nó giống như kiểu là mình để lặp lại cái thông điệp ở trên cái mẫu câu quảng cáo ấy để cho người ta thấy được con này đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Ví dụ như là cái con R440 này người ta mua hay dùng để cho server game này, dùng để tải cái gì đấy, nói chung là nó là chuyên ngành của anh thì anh sẽ phải nốt cái phần đấy trong cái mô tả quảng cáo đấy. Tại vì anh nhìn thấy trong mô tả quảng cáo chỉ ghi là Dell R440 chính hãng đúng không? R440 chính hãng giá tốt đúng không? R440 Dell chính hãng, và cái nội dung ở đây nó không khuyến khích người ta kích vào.
Tức là nó phải hiểu là người ta mua dùng để làm gì và con này của anh. Thì lúc đấy bắt đầu mới đến vấn đề số 3 là tại sao người ta phải kích cái quảng cáo này của anh. À. Ví dụ ở đây bạn ấy ghi là máy chủ Việt là nhà phân phối máy chủ Dell server chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Thế như vậy là cái này nó thiếu mất lời kêu gọi. Thiếu mất lời kêu gọi. Ví dụ này là nếu bạn ấy ghi là gì? Là Dell R440 được phân phối chính hãng duy nhất tại máy chủ Việt, đúng không ạ? Còn các đơn vị khác thì sẽ là những đơn vị không chính hãng và máy hàng không được đảm bảo. Thì tự dưng là cái người người ta xuất từ R440 người ta thích kích cả của anh không? Tức là lúc đấy cái người người ta muốn mua con R440 này, người ta có cảm giác là đã tiếp cận được đúng đơn vị, phục vụ được tốt. Đấy là một. Hoặc anh có thể ghi luôn giật giá trên đấy, đúng không? Anh ghi là Dell R440 chính hãng tại máy chủ Việt chỉ có giá tầm này tiền, cam kết là rẻ nhất thị trường, cộng thêm 3 tháng bảo hành, cộng thêm cái gì đấy. Thì nghĩa là lúc đấy là cái quảng cáo của anh nó sẽ có tương tác có tốt, đúng không? Thì tức là cái người làm quảng cáo này đang bị một việc, đó là người ta không hiểu cái quảng cáo này chạy để làm gì, mà chỉ đưa muốn một việc, đó là nêu được ra cái thông tin là chúng tôi có bán máy R440. Nhưng mà vì không có thông điệp chuyển đổi cho nên anh nhìn thấy cái CTR của mình mới được bao nhiêu phần trăm? CTR là nói về cái gì? CTR là tỷ lệ giữa click trên hiển thị, nó là cái C2 trên C1 đấy. Là cái clip trên hiển thị Thì anh nhìn thấy là của mình được mười mấy phần trăm. 13%. Mà trong khi đó hôm trước chúng ta học thì nó cần phải bao nhiêu phần trăm? Nó cần, nếu mà cần thì phải cần trên 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 70% gì lên Đâu, chỉ cần trên 15%. Anh có nhớ trên cái 15%. lúc chúng ta tính bảng ra Rồi C1 rồi thì rồi chúng ta lấy là C2 chia cho 15% ừ. không? Ok, đó đấy. Mà tính ra là thì nó cũng là 13%, hồi bữa mình tính ra là 15%, 15% là đạt 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 yêu cầu. Thế như vậy anh nhìn thấy bây giờ vấn đề đó là gì? Đấy, CTR bây giờ cái anh tỷ nhìn lệ, thấy đâu, thì cái tỷ lệ bây giờ vấn đề của nó sẽ xảy ra là gì? vấn đề xảy ra là như thế nào? Tức là lúc này nhá, khi anh nhìn vào cái quảng cáo này bây giờ, đúng không? Là anh thấy một điều, à hóa ra là cái tài khoản này của mình là nó đang gặp phải một vấn đề, đó là cái CTR nó thấp. Nó thấp thì đồng nghĩa việc đó chính là cái lượng người tương tác của chúng ta là người ta nhìn thấy quảng cáo nhiều nhưng mà người ta không kích. Đấy, câu chuyện của nó là như vậy. Tại vì người ta không kích là tại vì là cái ông mà làm cái quảng cáo này, ông ta đã bị một vấn đề là ông ta không hiểu khách hàng người ta muốn xem điều gì, cho nên dẫn tới một cái hậu quả đó là như vậy. Cho nên khi làm đến đoạn này là anh biết một việc, đó là nhân viên của anh khi xét quảng cáo này, người ta không hiểu là viết cái quảng cáo này để phục vụ điều gì và lý do tại sao khách hàng người ta muốn kích vào quảng cáo. Vấn đề của nó là như thế. Cho nên lúc này anh sẽ thấy là ở cái dòng số 2 này, nhân viên của anh sẽ phải làm gì? Phải thay đổi lại cái lời quảng cáo. Tức là trước khi mà nhân viên set up ấy, là anh sẽ phải yêu cầu nó một điều. Ok, tao không cần biết mày làm gì, đúng không? Đầu tiên phải cho tao bảng KPI trước, là mày muốn chạy cái quảng cáo này, đúng không? Để đạt được cái gì? Ví dụ như là được doanh số là bao nhiêu, tỷ lệ chuyển đổi như thế nào. Đấy là bảng 3C, đúng không? Sau đó việc số 2 là bây giờ tao cần phải biết mày muốn quảng cáo cho ai, vẽ đối tượng đấy ra, tại sao người ta lại phải kích cái quảng cáo này, phải trả lời được. Nghĩa là người ta không làm được cái này thì set up quảng cáo lên không giải quyết được cái gì cả, đúng chưa? Và cái nữa là khi nhìn vào toàn bộ vấn đề này thì suy ra là bạn này bạn ấy không có chiến lược. Tại vì là bạn ấy đương chỉ giải quyết một việc là gì? Ok, là thị trường bây giờ cứ ông nào mà có nhu cầu thì sẽ tìm ra tôi. Nhưng mà lại bị một việc là không giải quyết được việc là thế thì tại sao người ta cần phải kích? Và trong khi đó thì lại thiếu tiếp đối tượng thứ hai là những người người ta chưa biết, nghĩa là người ta đang tìm hiểu thì không giải quyết nhu cầu của họ, đúng không? Đúng không? Rồi sau đó nữa là có một cái đối tượng số 3 nữa. Anh có để ý thấy là cái đối tượng người so sánh không? Người so sánh. Ví dụ như là giả sử dễ hơn là giả sử như là người ta sẽ thử search cái từ là nên mua con Dell R440 hay là mua máy HP gì đó. Thì như vậy ở đây chưa có đối tượng như vậy. Là so sánh nên mua ra đeo rồi 440 hoặc là nên mua Đúng rồi, chính HP xác. Nó không khác gì. Ví dụ như bây giờ anh chuẩn bị anh mua con ô tô,
Thì như vậy là anh sẽ phải search xem là nên mua, ví dụ như là anh muốn mua con Lexus hay là nên mua Mac, đúng không? Ví dụ anh bảo search một cái là nên mua Mac E250 hay là mua con Lexus GS250 kiểu kiểu đấy. Thì đấy là cái mình sẽ phải search. Thì ở đây nó không có. Tức là nó tóm lại là ở đây là các bạn ấy thiếu mất ở cái phần là lên chiến lược trong quá trình chọn đối tượng để tiếp cận. Và chính vì như vậy cho nên là khi mà anh kích vào cái link quảng cáo đấy, anh kích vào cái link quảng cáo của nó, anh kích vào cái vài quảng cáo đấy, để nó ra cái trang đích, kích thẳng đấy, rồi ok. Thì anh sẽ nhìn thấy là nó sẽ trỏ đến cái này, đợi tí xem nó chạy nhé. Nó trỏ đến cái máy này đúng không? Và anh nhìn thấy là khách hàng thì người ta sẽ gặp phải vấn đề gì khi vào đây? Sao tụi này làm nội dung kém vậy ta? Nói chung là không tạo ra được cái sự kỳ vọng là khách hàng nhận được câu trả lời. Tức là bây giờ anh đã biết là tôi đã quan tâm đến con R440 rồi, đúng không? Thì tôi chắc chắn là tôi biết các cấu hình của nó rồi, đúng không nhá? Và thậm chí nữa là tôi cũng đã đọc nó vài lần rồi, đúng không? Cái việc cũng đâu có thấy trên này đâu. Chung nội dung mà làm trên này như vậy là quá kém rồi. Đúng rồi, và cái nữa là nó không thể hiện mình là chuyên gia. Bên anh là đơn vị là chuyên gia thì ở đây anh phải có là gì, người ta vào đây phải nhìn thấy bài phân tích. Ví dụ như là tại sao lại phải nên chọn con này cấu hình nó ra sao này, giá nó thế nào này, hoạt động nó phù hợp ra sao này, cách thức của nó như thế nào là anh sẽ phải viết ở đây. Đúng không? Anh chờ em tí, em nghe cái điện thoại cả. Chờ em. Thế như vậy là anh nhìn thấy bước số 2 là cái việc của người ta cần phải chuẩn bị luôn cái đối tượng này là bạn này không làm được, đúng không? Sau đó việc số 3, bước số 3, quy trình số 3. Chờ tôi nghe điện thoại. Alo. Ừ. Ừ đúng rồi em ơi. Ừ. Ừ. Ừ rồi để anh gửi thông báo hả nhé. Tại vì bọn anh nghỉ 1 tháng rưỡi này lại chưa gặp ai cả. Ừ. Ừ. Ừ thì ok, cái đấy bọn anh cứ xử lý nhé. Tại vì cách ly từ hôm đến nghỉ bọn anh đã hoạt động gì đâu. Ờ rồi, cái đấy do cái nhắn đi nhé. Ok. Ok, tiếp đây. Alo, Rồi rồi. như vậy là cái bước số 3 anh sẽ làm tiếp. Đó là sau khi anh có được cái bảng mô tả về khách hàng thì sẽ chuyển sang giai đoạn, đó chính là anh sẽ phải chuẩn bị cho em hai thứ. Một, đó là mẫu câu quảng cáo, và cái thứ hai là nội dung trang quảng cáo. Mẫu câu quảng Số cáo. 3, số 3, số 3, số 3, số 3. Sau khi xong phần này rồi thì phần số 3 đó là chuẩn bị mẫu câu quảng cáo và chuẩn bị trang đích, tức là cái trang mà mình sẽ quảng cáo đến. Mẫu câu quảng cáo và trang đích. Như vậy là cái mẫu câu quảng cáo này của anh nó sẽ gồm có, anh phải viết làm 3 mẫu. Nó có 3 mẫu. Mỗi mẫu của nó thì gồm có ít nhất là 5 cái dòng tiêu đề và 2 dòng mô tả. Có 2 dòng tiêu đề và 3 dòng mô tả. Tức là sẽ có 5 cái dòng tiêu đề và 2 Và một dòng mô mẫu. tả.
5 dòng tiêu đề, mỗi dòng của nó là 30 ký tự và hai dòng mô tả mỗi dòng là 90 ký tự. Trong 5 dòng tiêu đề thì mỗi dòng Nó sẽ được 30 ký tự. và hai dòng mô tả thì phải 90 ký tự. Hai dòng mô tả mỗi dòng 90 ký tự. Câu quảng cáo bạn có 3 mẫu Thế như vậy là ở bởi trong hai dòng, ở trong năm cái dòng mô tả đấy là chúng ta sẽ ừ. viết, đó chính là viết lời kêu gọi để khiến cho khách hàng người ta muốn tương tác với mình. Ừ. Ví dụ như là cái con máy chủ RX440 vừa rồi ấy, là nó phải có những cái Ừ. lời kêu gọi, ví dụ như là gì, là ghi là bên anh là gì, đơn vị máy chủ Việt, đơn vị độc Ừ. quyền RX440, ví dụ thế. Cái thứ hai, ví dụ ghi rằng là gì, là máy chủ Dell chính hãng RX440 tốt hơn thị trường bao nhiêu phần trăm. Cái thứ ba là giao hàng miễn phí như thế nào. Cái thứ tư là có thể là bảo hành thêm bao nhiêu tháng nữa. Cái thứ năm là gì, là hỗ trợ 24 trên 7 giúp cho mọi người có thể cấu hình server từ xa với đội ngũ chuyên gia gì gì đấy. Thì nghĩa là các lời kêu gọi để người ta muốn tương tác với mình. Và thông thường thì viết quảng cáo đó chính là chúng ta phải viết những cái thứ mà chúng ta khác biệt mà bên vị khác người ta không có, thì cái đấy nó mới có hiệu quả. Hiểu. Còn hai dòng mô tả mỗi dòng 90 ký tự đấy, nó là diễn giải một cách nó dài hơn. Ví dụ như là anh có thể diễn giải là gì, là máy chủ Việt là đơn vị có 15 năm trong lĩnh vực liên quan đến máy chủ, được Dell giấy ủy quyền trong cái quá trình thiết lập và lắp đặt các thiết bị này, cho nên là ngoài ra là bên vị anh là có thêm 3 đến 5 tháng bảo hành so với cả chính hãng gì, gì đấy, thì anh có thể viết thêm vào để người ta là diễn giải. Thế anh nhìn vào cái quảng cáo của bạn này là bạn ấy đương không làm được điều đó, vì chính vì điều đó cho nên là cái CTR của bạn ấy nó thấp. Và anh biết là tại sao phải chuẩn bị ít nhất 3 mẫu không? Ba mẫu để chọn một trong những mẫu, Tức có ba là mẫu. mình sẽ cho nhiều kiểu thông điệp khác nhau. Nó giống như kiểu anh đi câu cá ấy. Anh sẽ dùng nhiều mồi. Đấy, xem là cái mồi nào nó có tỷ lệ kích cao được không? Rồi, nó là như vậy đấy. Cho nên là anh có thể nhìn thấy là gì, là cái đơn vị mà đang quảng cáo như thế này này, là họ đang khi mà làm ấy, là bạn ấy sẽ bị một cái lỗi thứ hai nữa, là cái trang đích việc của chúng ta đó là giải quyết nhu cầu của khách chứ không phải là giới thiệu sản phẩm. Thì anh nhìn thấy là cái trang đích bây giờ đương trỏ vào thì lại chỉ là giới thiệu sản phẩm đúng không? Đúng rồi. Đáng nhẽ trang này vào thì phải giải quyết vấn đề là họ đã biết sản phẩm này rồi. Bây giờ họ chỉ quan tâm đến thứ nhất là đơn vị anh hàng có không, bao nhiêu phút có, chuyển như thế nào, hỗ trợ ra sao, thêm cái gì đấy, tặng thêm cái gì, mình phải viết cái nội dung đấy vào, chứ không chỉ đơn thuần là giới thiệu mỗi về cái cấu hình con này thì bên nào chả biết như thế này. Ngoài ra nữa là anh phải có thể cho họ xem thêm các clip mà bên anh lắp đặt luôn, chẳng hạn ví dụ như là anh quay cảnh bên anh lắp đặt này, anh mổ con này ra này, thiết bị bên trong nó như thế nào này, thì để cho họ nhìn thấy là mình là người am hiểu về lĩnh vực này. Ok không ạ? Ok. Thì như vậy là đấy là xong cái bước số 3. Bắt đầu sang bước thứ 4. Thứ tư là bắt đầu chuyển sang bước cấu hình. Thì mình sẽ cấu hình quảng cáo như sau. Anh vào cái phần cài đặt của quảng cáo đấy. Anh vào phần đầu tiên là anh kích vào cái con server Dell đấy, kích lên số 3 đấy. Sang bên trái, xuống dưới rồi ok kích lên số 3.
Tức là đây nó là một cấp chiến dịch quảng cáo, và anh nhìn thấy trong cấp này của anh có nhiều cái nhóm nhỏ bên trong không? Đây anh nhìn thấy, nhìn bên trái này, bên trái ngoài cùng là bạn ấy đang làm ra rất nhiều những cái chiến dịch nhỏ bên trong đúng không ạ? Đúng rồi. Thì thường là đây thì theo kinh nghiệm thì chúng ta không nên cấu hình kiểu này, mà chúng ta nên cấu hình là gì? Là một chiến dịch và một nhóm thôi. Anh biết tại sao như vậy không ạ? Đây là đây 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 đang đang hỏi lại này. Cái chỗ này là server Dell phải không? Và đấy là cấp tra, đấy là cấp chiến dịch. Cấp cha. Trong đó thì Cấp có chiến rất dịch. nhiều chiến dịch con bên À, trong, đây kia là trong các cái này có nhóm, rất là nhiều nhóm nó nhóm nhiều quảng chiến dịch. cáo. Vâng. Nhiều nhiều chiến dịch, ví dụ như nó đang ở chiến dịch là Dell R440 Ok. Thì nó lại có một phải cái từ khóa riêng, trang đích riêng và nội dung riêng. Dell R440 khi vô đây là có một cái nội dung quảng cáo riêng Đúng và rồi. cái trang đích riêng Từ khóa riêng luôn. phải không? Và một cái từ khóa riêng luôn, Nhưng mà nó lại từ là tất khóa. cả những cái chiến nhóm con này nó lại ăn chung với cả cái nhóm nhóm to là về vấn đề về giá thầu. Ví dụ này là cái cấp chiến dịch là họ đương để ngân sách là 500.000, thì anh nhìn thấy là trong này anh có rất nhiều cấp con không? Ở cấp chiến dịch Anh là cứ xem cấp chiến dịch nhá, là ngân sách là 250.000 một ngày đúng không? ở chỗ mình coi Trên chỗ nào ta, trên cùng, nhìn lên trên cùng ở giữa màn hình ấy. Thấy ngân sách chưa? Đấy, vừa lướt qua đấy, sang phải một tí xuống dưới ngân sách đây, gần điểm tối ưu hóa này, sang phải một tí đấy, đến rồi đấy. đây Vâng, ngân sách là 250.000 một ngày. mà anh nhìn thấy là bạn ấy có bao nhiêu nhóm quảng cáo sang bên trái ngoài cùng, sang bên trái, sang Sang bên bên trái trong ngoài cùng, đấy, đến đấy. ngoài cùng Như thì vậy bạn ấy làm rất nó tới nhiều nhóm con bên trong không, phải đến chỗ đây phải mười mấy nhóm, hai mấy nhóm ấy. hai mấy nhóm. Thì như vậy là hai mấy nhóm này anh lấy 250.000 để chia hai mấy nhóm thì mỗi nhóm được có 10.000 thôi. Tại sao nó làm nhiều cái như vậy? Thì Nó tại sao ví dụ như Dell R7 740 với đại máy của Dell R740, nếu mà nó không sợ từ này thì nó ra từ khác đúng không? vâng đúng rồi, nhưng mà không nên làm như vậy, tức là vì một căn bản là bạn ấy đương xét nhiều cái chiến dịch này đương chồng chéo với nhau. À, nhức đầu với ta. Anh ấn vào cái từ khóa đi, anh nhấn vào từ khóa. Sang phải ấn vào từ khóa. Anh ấn vào một nhóm rồi vào từ khóa, anh ấn vào một nhóm đi, ấn vào một nhóm ở phía dưới. Nhóm này đang nhóm server Dell này. Đấy là cấp tra, còn con nữa, ở phía dưới là con. À, vô một nhóm nào đó hả? Ok, kích vào từ khóa của nhóm đấy. Từ khóa của nhóm Dell R640 đi. Ok, ấn vào từ khóa đấy ạ. Từ khóa là nó nằm ở đâu? Bên trái, ngay bên trái. Dưới Bên dưới dưới trái dưới đấy đây. đấy, đồ ở chính nó trên 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 một tí, lên trên Rồi. rồi kích vào, nó là tìm từ khóa rồi. Ok, như vậy anh nhìn thấy là bây giờ bạn ấy đang chạy ở những cái từ này đúng không? Ừ. Thì cái này nó bị một việc, nó liên quan tới vấn đề về cấu hình. Đầu tiên là cái của bạn này nó đang bị chồng chéo các chiến dịch lại với nhau, Ừ. và cái nữa là ngân sách chung thì chỉ ít tiền, nhưng mà bây giờ bạn ấy lại để cho cái ngân sách, tức là có nhiều nhóm bên trong một cái chiến dịch lớn, thì như vậy nó thành ra được rất là ít tiền, nên nó cắn được ít tiền quảng cáo. Nên quảng cáo này nó bị một cái là cái phần tiếp cận khách hàng nó bị hạn chế. Cái thứ hai nữa là bị chồng chéo nhau, vì rất nhiều các từ khóa nó chồng chéo nhau cho nên nó bị đấu giá nội bộ, tức là tự bản thân các chiến dịch để đấu giá với nhau. Là sao, ý em nó anh chưa hiểu ta. Ví Chỗ dụ này là nó có nhiều từ khóa. như là cái Ví từ dụ R640 anh thấy không? trong. Anh có thấy nhóm chiến dịch ở trên nó là Dell R690, dưới là R690, tiếp nữa là Power cái gì đây, R690 gì đấy. Như vậy nó có ba chiến dịch chưa? Ba cái nhóm con đấy không? Đúng rồi, có ba nhóm con, thì có ba nhóm con này mục đích để làm gì mà nó phải tạo ra ba nhóm con này, chưa hiểu. Thì thực ra bạn ấy tách ra thành ba nhóm. Anh nhìn thấy cái nhóm 01, 11 thì nó có cái từ là gì? Power Edit đúng không? 640 anh nhìn thấy không? Thì như vậy bạn ấy chạy riêng từ đấy, xong bây giờ anh kích lên cái R640 đi, kích lên trên trên nó nhóm. Sang Đây không? sang trái, sang trái ngoài cùng. Cấp nhóm ấy, sang trái ngoài cùng. Nữa đi, sang trái nữa. Sang trái đấy, Đây chứ. trên nó, đấy, trên nó nấc. Rồi, kích vào. Tại sao là Đấy, R640 thì lại như là... vậy anh nhìn thấy là bạn ấy chỉ chạy từ R640 ở đây không?
Tức là bạn đừng tách nhỏ nó ra. Và Wow. như vậy thì bạn ấy lại đương để cái từ khóa Có nữa. nghĩa là ở ở Dạ. cái vụ vừa vụ một cái sản phẩm R640 thôi, Vâng. thì bạn ấy tách ra làm 3 phần 9, 10, 11. Trong số 9 là có Dell R640 này, Ok. đúng không? Đúng rồi. Đó, trong cái Dell R640 mà bạn ấy làm có bốn bốn dòng từ khóa. Ok. Oh, bốn dòng từ khóa là server Dell R640, Dell R640 và Dell server R640. Để cái này anh chưa hiểu là tại sao mà phải tách như vậy. Người ta search vào những cái từ khóa nào nó cũng vào, nó cũng cũng dính hết hay sao? Không phải, tức là thực ra thì là bạn ấy đương muốn như này, là bạn ấy muốn chia nhỏ ra thành từng từ nhưng mà cấu hình nó bị sai. Tức là bạn ấy muốn là gì, khách gõ đúng cái từ là Dell R640 thì sẽ nhìn được cái quảng cáo của bạn đấy, được chưa? Hoặc khách muốn là gõ đúng cái từ là R640 thôi thì nó mới ra. Thì Nhưng đó. vì bạn đấy đang để một cái chế độ, anh kích vào cái bút bên cạnh cái từ khóa đấy đi, cái bút bên cạnh ấy. Giờ sang phải rồi, kích đấy. Anh nhìn thấy nó đương là đối sánh gì? Đối sánh rộng. Đối sánh rộng nghĩa là người ta gõ từ Dell cũng ra, người ta gõ từ server cũng ra, và người ta gõ từ R640 cũng ra. Mà đáng nhẽ bạn phải chọn vào, anh kích được chỗ đối sánh rộng chưa? Anh nhìn thấy có đối sánh chính xác, khớp chính xác không? Đối sẵn đối khớp khớp đối Khớp chính xác khớp dưới đấy. cụm từ Khớp khớp chính chính xác. xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì đáng nhẽ bạn ấy phải chọn nó là dạng này, là khớp chính xác cái từ Dell server R640, thì nghĩa là chỉ những người nào gõ đúng từ này mới ra được, thì về bản chất nó phải là như vậy. Rồi Nhưng bạn rồi ấy chọn rồi sai mất hiểu hiểu rồi. Cho nên là về bản chất là cả ba cái chiến dịch này nó đều cạnh tranh với nhau. hiểu 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 Ok. Lưu lại. Nên vấn đề của bạn này là bạn ấy cấu hình sai rồi, cấu hình sai cho nên bạn ấy bị một cái là lượng tiếp cận nó bị nhiều. Có nghĩa là cái phần này khi mà cái phần mà gọi là đối sánh rộng này á, là có nghĩa là nó phải so sánh với mấy cái kia nữa, Tức là còn anh cái cứ này là hiểu khớp chính nếu xác mà là đối sánh rộng thì từ nào thôi. trong một cái từ chạy đấy nó đều xuất hiện. Ví dụ từ máy cũng được, từ chủ Hiểu cũng được, từ Dell cũng từ được, máy và cũng được. đờ. Rồi hiểu 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 rồi. Cho nên là đối với những người mới chạy lần đầu ấy, anh kích vào họ em lại cái bút một cái. Từ khóa ấy. Rồi. Người mới lần đầu chạy thì chúng ta sẽ chọn nó là cụm từ, không phải chọn chính xác. Kích vào cụm từ của em cái. Rồi ok. Kích vào khớp cụm từ. Ví dụ thế. Anh sẽ nhớ thấy khớp khớp cụm từ đi. Anh sẽ thấy nó thành một cái ngoặc nháy không? Thì cái này nghĩa là chỉ có người ở cộng thêm từ đằng trước và cộng thêm từ đằng sau thì mới ra thôi. Ví dụ như người ta gọi là Khớp mua cụm từ. máy Dell server R640 ở đâu thì mới ra được quảng cáo, đúng không? Thì khi mình không biết là người ta search từ gì thì mình chạy cái này, anh lưu lại. Lưu lại nữa. Sau đó anh có nhìn thấy ở bên tay trái của anh, dưới chỗ từ khóa phủ định, nó có một cái là cụm từ tìm kiếm không? Nhìn đi. Cụm từ tìm kiếm Sang bên trái, lên trên một tí. Ở ngay dưới bên chỗ, trái lên dưới dưới chỗ từ khóa. Đấy, lên trên, lên trên. Đấy, đây đây cụm ok, từ kích tìm kiếm vào. đây Thì anh nhìn thấy là trong này nó có một cái là chữ không có với cả chữ đã thêm không? Đấy, chuột anh đang giữ chữ đã thêm ấy. chữ đã thêm là nãy mình mới sửa hả? Không, đã thêm nghĩa là trong cái chiến dịch này đã cho từ đấy vào rồi. Nhưng mà từ không có nghĩa là chưa có này. Anh nhìn thấy không có. Thì thường ấy là người ta sẽ xét nó là cụm từ. Sau đó chạy 2 đến 3 ngày thì nó sẽ liệt kê ra những cái từ phụ nào mà người ta tìm thấy, và người ta biến tất cả từ đấy thành chính xác. Nhiệm vụ của người chạy quảng cáo Google là phải biến tất cả từ khóa thành chính xác thì mới chuẩn được, chứ không để nó mở rộng được. Khi mà nó xét cái này xong mà nó xóa đâu mà hay dữ ta, Sao anh? mà nó xét nhiều vậy mà nó xóa, nó mỗi lần nó xóa phải đi xóa đường nào mà nó xóa hết được. Xóa hết cái gì ạ? Xóa hết Hồi cái gì? trước á, anh cách cách đây khoảng hồi tháng tháng 3 tháng 4 á, anh có Vâng. thuê một cái thằng nó làm, mà nó làm giỏi lắm. Anh Dạ. thấy là từ khóa nào nó cũng lên hết á, Vâng. anh search anh thấy mà vô từ khóa rồi Google Shopping rồi gì là nó lên hết á. Dạ. Mà sau khi nó nghỉ cái là nó nói giờ nó không bận việc, nó không làm nữa, bàn giao lại là nó xóa sạch hết luôn.
Có gì đâu, nó dùng cái thằng thằng Google đó, nó có phần mềm, nó gọi là Google Editor. Là sao mà khi mà setup từng từ vậy mà khi mà xóa nhanh vậy? Ui, nó có một cái Google Editor, sau đó thì nó up một cái Vậy file hả? trắng phát nó tẩy hết đi mà. Hoặc không nữa, anh nhìn thấy ở phía trên nó có một cái nút ô vuông ở phía trên chỗ cụm từ tìm kiếm không? Anh rơi vào đấy, anh tích vào đấy phát anh xóa là xóa hết luôn mà. Đấy, chính nó đấy. Vậy hả? Đấy, đúng rồi. Anh ấn lại tìm từ khóa góc bên trái đi, ấn lại tìm từ khóa. Xong sang bên trái. Về chỗ từ khóa, sang bên trái, sang bên trái, sang bên trái. Đấy, sang phải, dưới. Rồi, kích vào đấy. Thì lên trên, lên trên, lên Từ trên, khóa lên tìm trên. từ Rồi, kích khóa vào. này Rồi, hả? ok. Xong anh tích vào cái ô vuông ở phía trên này này. Đấy, anh có thể chỉnh sửa một phát, thay đổi giá, làm cái thứ khác được hàng loạt mà, có gì đâu. Còn nếu không Nó làm nó dùng Google Editor nó tải phát lên tài khoản là nó hết sạch rồi. này kiểu này thì nó chỉnh lại thôi. Vâng. Hiểu hiểu. Ok. Như vậy anh nhìn thấy là vấn đề liên quan đến cấu hình từ khóa anh hiểu chưa? Rồi, hiểu rồi. Và trong này nó có một việc nữa, anh ấn vào cái cột. Anh có nhìn thấy ở phía chỗ gần chỗ tìm kiếm với cả phân đoạn có cái chữ cột kia không? Sang bên phải một tí. Sang ngoài ngoài cùng bên phải. Thấy chữ cột không? Lên trên, lên trên. Rồi. Rồi, kích vào đây. Anh nhìn thấy một cái dòng nó là điểm chất lượng cái ông dưới. À, đợi anh kìa ý kiến đến giờ không thấy cái mờ mắt mất tiêu à. Anh cần mấy đi ôm Anh cần nặng lắm mà anh ngồi sát nãy giờ. xà. Rồi thấy rồi, đợi xíu. Ok anh. Rồi. Rồi, vô cái phần cột rồi. Như vậy anh nhìn thấy cái điểm chất lượng không? Điểm chất lượng. Điểm chất lượng nằm đâu? Không thấy. Ngay dưới đây, gần cuối, gần chữ tùy chỉnh như kia. Điểm chất lượng. Rồi. Thế Gần như vậy, cuối. anh nhìn thấy một vấn đề như này. Là cái thằng này ấy, là anh bật cái điểm chất lượng lên. Anh xem điểm chất lượng của anh bao nhiêu, tích vào cái điểm chất lượng đi. Giờ chích vào điểm chất lượng này. Đúng rồi. Rồi. Thì như vậy Chích là vào điểm. anh sẽ nhìn thấy một việc là anh kích vào điểm chất lượng đi xong lưu lại á, kích kích đi xong lưu lại. Chích vào đây. Rồi. Rồi. Lưu lại đúng không? Đúng rồi. Áp dụng đúng không? Áp dụng anh sẽ xem anh được mấy điểm. Hồi nãy mình vô cái phần nào mà vô cái cột ha, vô cái phần cột. Vô phần cột này mình xem điểm chất lượng. Bây giờ vô coi điểm coi ở đâu. Anh nhìn thấy anh nhìn thấy điểm chất lượng của anh là 8 trên 10 không? 8 trên 10. Đây, ngay ở trong cái màn hình đấy, thì 8 trên 10 chưa? Đấy, sang nhích trong sang bên phải một tí. Gần chỗ số lượt hiển thị ấy, gần CTR. CTR. Đây, anh nhìn thấy gần chi phí này, nó có chữ điểm chất lượng này, gần chi phí 21.000 có điểm chất lượng 8 trên 10 đấy. Đấy, trên trên trên. À đây 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 điểm chất lượng đây rồi rồi Ok. thấy. Thế như vậy nó nghĩa là gì? Đội sản phẩm điểm chất lượng. Cái Có điểm chất nghĩa là lượng này nó là cái thước đo để dẫn tới việc là mình tính ra được là cái hiệu quả quảng cáo của mình. Thì cái điểm 8 điểm của nó là 10 trên 10 và cái vị trí quảng cáo bằng giá thầu nhân điểm chất lượng. Điểm chất lượng này của anh cũng khá tốt rồi. Tại vì là trong cái bài viết của anh có chứa từ khóa. Cho nên sau này mình sẽ phải luôn luôn là gì? Là chọn từ khóa trước và viết bài để trả lời cái vấn đề của khách. Chứ không bao giờ chạy quảng cáo mà chạy những cái bài có sẵn cả. Thế như vậy là anh nhìn thấy là cái bài viết của bạn này bây giờ bị cái gì? Vấn đề là gì ạ?
Anh vào cái trang đích đi, click vào trang đích xem bạn ấy đang chạy nào. Trang đích nè, Vâng, thì đấy, em vừa nói rồi, trang này gặp phải vấn đề gì ạ? trang đích này thì anh thấy cái phần này làm nội dung không có tốt. Ok. Cái phần này là một cái sản phẩm để bán mà phần này thì làm nội dung quá kém. Nói Ok chung xong. là nhưng mà giờ làm sao về cái phần này á, thì dĩ nhiên là ở trên cái phần AdWords á, thì có thể là mình có thể ô đâu rồi ví dụ 5 giờ 6 6 40 Tức là nói tóm lại là cái bài của chúng ta luôn luôn là phải ngồi tư vấn khách hàng và nó sẽ thể hiện được là mình có phải đơn vị chuyên nghiệp hay không. Thì ở đây anh nhìn thấy là các bạn ấy đơn vị cấu hình sai 5 chỗ. Anh mở nốt ra, em sẽ nốt cho anh 5 chỗ nó bị sai. Rồi, em nói đi. Vấn đề số 1, bạn này sai đầu tiên là bạn ấy không hiểu đối tượng mà sẽ mua hàng là ai. Cái thứ hai, bạn ấy không hiểu tiếp và liên quan đến vấn đề về chọn từ khóa, cho nên từ khóa bạn ấy cho vào nó không phù hợp. Không điều tiết được không? Nói chung là bạn ấy không hiểu là cái từ khóa mà đối tượng này sẽ mua là từ gì, cho nên là bạn ấy viết lung tung. Rồi. Cái thứ ba nữa nó gặp phải liên quan tới vấn đề về gì? Là cái quảng cáo này là cái lời kêu gọi nó không hấp dẫn với người dùng. Tại vì là không hiểu khách hàng người ta muốn gì. Cái thứ tư quảng cáo đang gặp phải là trang đích. Trang đích không trả lời câu hỏi của khách. Cho nên là lúc này mình còn chưa đo đến mức là gì. Anh phải cài một số công cụ anh đo xem là thời gian người ta ở lại trên web là bao lâu. Người ta muốn nói chuyện gì ở trên đấy còn chưa đo đấy. Quảng cáo về tới trang đích là nó không hấp dẫn ha. Không. Cái thứ tư là quảng cáo của nó đi về tới trang đích là không có hấp dẫn hay sao? Tức là cái phần liên quan đến cái trang đích đấy là cái phần mà mình thấy là người ta vào trong trang đấy mà người ta không tương tác với mình. Tại vì giống như kiểu là anh mồi người ta vào rồi đến đấy xong người ta đọc người ta chán ấy. Anh hiểu không? Là quá kém, về tới trang đích thì nó quá kém. Đúng rồi, chính Nhìn xác. cái nhìn trang đích là không có. Cái thứ năm liên quan tiếp vấn đề đây là không đo lường, tức là cái người quảng cáo này không thiết lập các chỉ số đo lường cho nên là không điều chỉnh quảng cáo, đặc biệt là sai cấu hình. Không đo lường, không thiết lập. Tức là thế này nhé. Tức là cái vấn đề của cái việc này là cái người quảng cáo này là khi chạy người ta không có mục tiêu đúng không? Không có KPI, cho nên là chạy xong ví dụ người ta không biết là 21.000 này là có tốt là hay đắt hay là rẻ, nó phù hợp hay không. Cái bài này thu được bao nhiêu khách thì người ta không tính. Chứ còn nếu như mình tính thì cứ coi như là mỗi một cái chiến dịch quảng cáo này giống như một nhân viên kinh doanh, anh có gắn doanh số cho nó chưa? Đấy, Đúng rồi. anh phải thực hiện như vậy. Phải làm cỡ như vậy thì nó mới thực hiện được cái công việc của mình phù hợp được.
Tiếp đi anh. Như vậy nếu bây giờ muốn cấu hình chuẩn thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cái bước cho bước cho anh cấu hình chuẩn nhé. Anh vào làm thử một cái nhé. Anh vào làm thử một cam nhé. Ok, anh vào 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 làm thử đi. Mở mở lại chiến dịch cho. Anh ấn vào trong cái phần chiến dịch tìm kiếm lên trên cùng, kéo lên trên cùng. Ấn vào chiến dịch tìm kiếm. Anh tạo một chiến dịch mới. Ấn vào cái chiến dịch, tạo chiến dịch mới. Đây chiến dịch đây gì nữa đúng không? Ok, tạo chiến dịch mới đi. Lít vào cái phần chiến dịch này nó đâu ra? Chiến dịch mới nằm đâu đâu đâu? Dấu cộng màu xanh bên phải. Đây. Rồi. Lúc này là anh sẽ làm một việc, đó chính là anh sẽ ấn vào cho em cái đầu tiên, đó là ấn vào cái phần lưu lượng truy cập vào trang web. Sau đó anh chọn nó là Google Search tìm kiếm. Rồi anh tiếp tục đi. Anh tắt hai cái tích màu xanh đi. Đặt tên chiến dịch đi, xong tắt cho hộ em hai cái tích màu xanh. Tích màu xanh, tắt hai cái màu xanh. Bắt đầu luôn hay sao? Bây giờ mình bắt đầu luôn hay? Bắt đầu đi, anh tắt đi, tắt x đi, tắt tắt luôn dấu x ở trên đi, tắt dấu x. Rồi ok. Đầu tiên thoát đi. Thoát 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 thoát. Rồi anh đặt tên chiến dịch đi, tên chiến dịch là gì, đặt đi. Tên chiến dịch đợt này là chạy cho cái máy chủ Dell R750. Ok, anh thích đặt gì đặt, đó là cái tên thôi. Anh nhìn thấy ở phía dưới anh có một cái là cái nó có hai cái tích màu xanh không? Anh tắt đi. Rồi, bỏ hai tích này. Đúng rồi, chính xác. Rồi tiếp theo nữa anh kéo xuống dưới, anh chọn địa điểm đi. Việt Nam. Cái này nó tùy vào khu vực, ví dụ như là mình có thể chọn khu vực. Ở đây thì anh nên chọn theo khu vực. Nên chọn theo ở Hà Nội với lại Sài Gòn được không? Anh nên chọn theo từng khu vực một, tại vì là khi chọn vào từng khu vực một này thì cái hiệu quả quảng cáo của anh nó mới cao được. Chọn khu vực một thì dĩ nhiên mình phải chọn vào vị trí. Ví dụ như là anh chọn là cái cam này chỉ chạy ở Hồ Chí Minh thôi. Sau đó anh lại làm thêm một cái cam khác chỉ chạy ở Hà Nội thôi. Cam khác chạy tức là mình không chạy. Tại vì là bản chất nếu anh chạy toàn quốc anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều người. Rồi. Nếu mà như vậy thì mình chọn vào phần vị trí, mình chọn vào phần Hồ Chí Minh. Ủa? Tại vì là làm như vậy thì sau này thằng Google ấy, bây giờ cơ chế nó như này. Là quảng cáo của anh nó sẽ bị Google nó tính theo vị trí. Anh mà chạy toàn quốc thì khách ở Hà Nội người ta sẽ có xu hướng là nhìn thấy những người quảng cáo mà cái web của họ có xu hướng ở Hà Nội. Tại vì bây giờ nó có GPS định vị rồi. Thế như vậy là mình phải set rất nhiều cam. Mình copy thôi mà, làm một cái xong cái thứ hai copy ra nó có tính trang nhân bảng mà. Rồi ok anh chọn đi, sau đó mình anh dưới chỗ mục tiêu anh chuyển nó sang cái tab số 2 cho em. Mục tiêu. Tại sao phải chọn sang cái số 2? Tại vì là nó sẽ khoanh theo vị trí địa lý. Rồi còn loại trừ thì giữ nguyên ngôn ngữ anh chọn rồi. Next tiếp đi. Tới phần ngân sách này. Ngân sách thì anh lập KPI rồi, anh sẽ có ngân sách. Cho nên là đến đoạn này nếu mà anh không lập kế hoạch thì anh sẽ điền linh tinh. Còn nếu anh lập rồi thì anh chọn ngân sách anh điền đi. Điền vào phần ngân sách thì cái phần này mình điền sau được không? Hay là mình điền bây giờ luôn? Anh cứ điền tạm vào. Nhưng mà nói tóm lại đến đoạn này là sau này mà anh mà ngồi hỏi ai ấy, thì sẽ phải hỏi họ là thế thì cái phần kế hoạch của ông là ông định tiêu bao nhiêu tiền trong vòng bao nhiêu ngày
Và như vậy thì ở đây là ngân sách ông chia ra, ví dụ như là có 15 triệu 30 ngày thì mỗi ngày 500 thì điền 500 vào đây. Nhưng mà nó phải có mục tiêu chứ không thì cho lung tung sao kiểm soát được. Rồi tiếp theo nữa là anh nhìn thấy chỗ đặt giá thầu anh kéo ở dưới. Anh sẽ ấn cho em một cái dòng màu xanh nhỏ nhỏ ở phía dưới này, hoặc trực tiếp chọn một giá thầu không khuyến khích ở dưới. Dưới không, dưới. Không tắt cái đi, tắt tắt cái đi, tắt đi. Tắt cái CPA đi rồi, lấy cái dòng màu xanh nhỏ nhỏ ở dưới. Dưới. Rồi ok. Đây phía dưới đó. Đó thì chuyện Đây, bỏ cái tắt không, cái màu dưới xanh này mà. Hoặc chọn trực tiếp giá thầu ấy. Đấy. Đây này, ngay phía dưới nó đấy, ở dòng màu xanh xuống dưới. Đấy, đúng rồi. à, chọn cái giá thầu Sau ấn rồi kích rồi vào chỗ tối đa hóa chuyển đổi này, chọn nó là CPC thủ công. Được chưa ạ? CPC thủ công này là cái gì? Nếu mà anh không chọn là CPC thủ công thì Google nó sẽ tự đấu giá. À Mà Google tự đấu giá thì điều gì xảy ra ạ? thì cái giá nó là rất là cao chị. Anh cứ hiểu nôm na là bây giờ anh kinh doanh mà lại để cho chúng nó làm hết tất cả, nó điều chỉnh thì làm sao mà anh còn hiệu quả nữa, đúng chưa? Cho nên là mình muốn hiệu quả được thì mình sẽ phải tự đấu giá, tức là mình phải đấu giá theo phiên, theo khoảng cách, trong từng thời điểm mình thực hiện đấu giá, hay nói nôm na là chúng ta là người phải kiểm soát được hoạt động đấu giá. Nhưng mà nhân viên của anh, em nhìn thấy cấu hình các bạn toàn để tự động, cho nên nó xảy ra một vấn đề, đó là Google sẽ luôn luôn là để giá của chúng ta tối đa, cho nên chi phí của anh nó bị đắt. Rồi ấn vào CPC thủ công. Nó không khác gì, ví dụ như là bây giờ anh đi xe trên đường cao tốc, anh có sẵn sàng để cho cái chế độ lái tự động của ô tô lái không? Không nói thì nói thế thôi chứ ai dám để. Thật, kể cả nó có chế độ phanh khẩn cấp hay là giữ làn thì ông nào dám. Kể cả đến Tesla xe nó còn đâm vào đâu sao ai dám. Rồi anh nhấn với CPC thủ công. Thế mà tại mọi người vẫn lại để cho nó tự đấu giá được. Anh tắt luôn cái tích màu xanh ở phía dưới của nó đi. Tắt nó đi. Như vậy là chúng ta đã chuyển sang một cái chế độ, đó là chế độ chúng ta thực hiện quảng cáo một cách thủ công, để từ đó chúng ta thực hiện quảng cáo của mình được thực hiện tốt. Anh chờ em tiếng nghe cái điện thoại này. Alo. Ừ anh đây. Ừ ơi. Ừ rồi ok, thì tí nữa anh sẽ nộp cho nhé. Và tí anh xử lý luôn. Ừ. Rồi ok nha. Chắc khoảng tầm 3 rưỡi anh xử lý cho. Anh đừng họp cả tí nữa. Ok. Ok. Rồi ở phía dưới này có mấy cái tiện ích mở rộng, anh biết nó là tiện ích gì không? Tiện ích mở rộng liên kết web, tiện phần mở rộng về chú thích, Nói chung là nó là mấy cái, ví dụ như là cho thêm số điện thoại lên này, cho thêm mấy đường dẫn ở phía dưới này, cho thêm hình ảnh vào. Cái này thì anh phải tăng cái hiệu quả quảng cáo lên nữa. Ví dụ anh kích vào đây đi. Anh nhìn thấy là anh kéo xuống dưới, anh nhìn thấy có một dòng màu xanh kéo xuống dưới. Đấy, mở rộng liên kết trang web, kích vào. Rồi ví dụ này nhá. Anh đưa quảng cáo cái này là máy chủ gì ạ? máy chủ DR750. Ok, thì như vậy là anh muốn cho người ta nhìn thấy thêm bốn đường link, ví dụ như là báo giá máy chủ Dell, anh nhìn anh chỗ văn bản liên kết web, anh ghi là báo giá máy chủ Dell R450 và URL cuối cùng là anh chỏ đến đấy. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là anh có thể cho thêm là chương trình khuyến mại tháng 9, sau đó chỏ đến chương trình khuyến mại tháng 9 được không? Ba nó bốn cái link web này hả? Vâng, thì nghĩa là nó mở rộng thêm mà cho người ta nhìn thấy thêm đường dẫn để bổ trợ cho cái từ khóa chính. Hoặc là ví dụ như là anh có thể cho thêm một cái đường link là chương trình bảo trì máy chủ RX350, hoặc là tặng bạn phụ kiện của máy chủ này, thì người ta có phải tăng thêm cơ hội click đúng không? Nhưng mà mình ghi nội dung qua đây thôi chứ mình đâu có để link đúng không? Link ở dưới này, URL cuối cùng này, là link đấy. À, là cuối cùng này, Vâng. bây giờ là nội dung ở đây. Chỗ đấy là mô À, tả. Anh nhánh, mô tả. anh mở một cái tab khác đi, anh mở một cái tab khác đi. Anh lên trên cùng mở một cái tab khác. Anh gõ vào đây, ví dụ như là anh gõ từ máy đếm tiền cho em. Máy gì? Máy đếm tiền ví dụ thế. Máy tính, máy đếm tiền. Và anh gõ từ máy đếm tiền đi. Có chủ có giấu cũng được, không giấu cũng được. Dưới này, dưới
Rồi ok, anh cuộn từ trên dưới. À đây đây, lên trên lên trên lên trên, có thằng cái này. À, thằng này không có rồi, không có rồi. Anh gõ từ xe đạp điện đi, xem phân bộ xe đạp điện nó có nào hiển thị ra. Thằng này kéo dưới, kéo dưới dưới em cạnh, không có rồi, có từ. Tại vì là cái này nó chỉ hiển thị khi nào mà cái giá thầu của mình đủ ấy thì nó mới hiển thị. Còn như vậy anh nhìn thấy là cả bốn thằng này đều không có đúng không? Thằng trên cùng là Google Shopping rồi, còn phía dưới là hai thằng Google Search. Anh thử gõ cho em cái từ ví dụ như là từ Vinabook đi, có từ Vinabook, thằng này nó em thấy hay, hay nó hay hiển thị. Đây anh nhìn thấy ở phía dưới nó có bốn cái đường dẫn không? Đấy đấy, rồi kiểu nó sẽ là như vậy đấy. À, cái kiểu là như vậy. Đó, ở trong quảng cáo nó sẽ ra, nhưng mà nó chỉ ra khi nào mà tiền của mình đủ thôi nhá, tiền không đủ nó không ra đâu. À. Ok, next tiếp đi anh. Rồi anh bỏ qua lại được, cái này thêm sau đây anh lưu và tiếp tục đi, hủy cái trên đi, Lưu và hủy tiếp tục hủy cái trên đi. Rồi ok được, đến phần này là bắt đầu là anh sẽ đặt giá thầu, giá thầu anh để bao nhiêu thoát đi, thoát thoát thoát, cái này là nó hỏi làm gì nó là cái hướng dẫn chứ mà, nó bảo anh có muốn để nó hướng dẫn cho anh không mà. Như vậy là anh nhìn thấy ở đây là bắt đầu giá thầu anh để bao nhiêu tiền? thầu bây giờ để 1.000 hay 10.000 em 1.000 đấy hả? Không, vấn đề là mình sẽ không để như vậy. Thường là đầu tiên mình sẽ để là 209 đồng. 209 đồng. Và anh biết tại sao? Chưa hiểu. Thì 209 đồng này là tương đương với 1 sen. Ừ. Mình sẽ bắt đầu để cho hệ thống của nó tự động tìm kiếm. Nhưng mình không muốn mất Ừ. nhiều tiền cho nên mình sẽ để một cái giá thấp nhất, nó giống như kiểu anh đi chợ ấy. Anh sẽ phát ra Yeah. một mức giá ok, bọn mày tao chưa biết thế nào nhưng mà có tầm này tiền thôi, có chơi không? Thì như vậy là anh gõ Rồi. từ khóa xuống dưới. Nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp số 1 là chạy và trường hợp số 2 là sao? Khi mình để giá thấp này nó xảy ra hai trường hợp. Trường hợp 1 là chạy, trường hợp số 2 là không chạy đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà vì mình để giá thầu là ít tiền cho nên là cái con AI của thằng Google nó sẽ tìm kiếm chuẩn hơn, và sau đó thì nó sẽ đưa ra cái mức giá phù hợp hơn và mình bắt đầu mình đấu giá theo cái mức giá nó gợi ý, rồi mình sẽ làm tiếp chứ mình sẽ không để cho nó một phát tăng tiền luôn. Thì cái câu chuyện của nó chỉ là gì, đó là một là để cho con AI của thằng Google nó chạy tốt hơn, và cái thứ hai nữa là để bắt đầu mình đi tìm mức giá phù hợp để mình đấu giá, chứ mình sẽ không trả bằng mức giá mà Google nó gợi ý ngay lập tức, tại vì Google gợi ý ngay lập tức giá rất là đắt, mình sẽ không làm như vậy. Rồi từ khóa để phía dưới. Anh thấy chỗ điền từ khóa chưa? Đây là nhập link Không cần, URL nhập cái bỏ hết, bỏ hết, anh chỉ điền mỗi từ khóa thôi. Tại vì khi anh lập bảng kế hoạch anh đã làm từ khóa rồi, còn gì, tất cả mọi thứ anh làm hết rồi. Đến đoạn này chỉ việc điền thôi. Cho nên là có một điều, nếu mà nhân viên của anh mà không làm bảng kế hoạch ấy, thì các bạn đến đây là các bạn ấy hay gõ từ khóa linh tinh. Còn mình đã làm kế hoạch rồi thì đến cấu hình này mình chỉ copy vào thôi, sau đó thì mình điều chỉnh, mình chờ, mình theo dõi. Chứ mình chả hay làm cái gì cả. rồi giờ mình gõ từ khóa qua đây rồi. Đây là từ khóa, cụm từ để đối sánh quảng cáo đăng tiền. Mình có thể gõ nhiều từ khóa vô được không? Thông thường mình không nên để chạy tối đa 5 từ khóa cho một chiến dịch. Anh biết tại sao không? Biết tại Không biết sao cái mình vụ không đó. nên chạy 5 quá 5 cái không ạ? Không biết cái vụ đó. Tại vì nó liên quan tới vấn đề là khi mà anh chạy nhiều từ khóa quá thì cái trang đích của anh nó không chứa được đủ các cái từ khóa đấy, cho nên điểm chất lượng nó kém. Mỗi từ khóa cách chia xuống một dòng, anh cho nó xuống dòng được. Mỗi từ một dòng ấy.
Thông thường là đoạn này là anh đã chuẩn bị từ trước rồi, đến đây chỉ việc copy thôi, chưa anh không nên chờ cái gì nữa. Ok, vậy thôi, làm tạm đi, làm. Rồi next tiếp đi ạ. Lưu và tiếp tục. Sau đến đoạn này là quảng cáo anh đã chuẩn bị rồi, anh cũng chỉ làm một thao tác là copy vào đây thôi. URL cuối cùng là dẫn này và trang đích này. Hai cái ô Được. nhỏ 15 ký tự này là từ khóa này, phía dưới là các tiêu đề anh đã chuẩn bị in cao dưới. Chỗ này là nó có nhiều dòng nhưng mà anh chỉ chuẩn bị 5 cái thôi, còn hai mô tả phía dưới anh nhìn thấy hai mô tả 90 ký tự chưa? Hai mô tả. Ở đây dòng tiêu đề. Ok. Thì như vậy rõ ràng là cái này anh phải chuẩn bị từ trước rồi, đến đây chỉ copy thôi, còn nếu không anh đến đây anh lại ngồi anh gõ nữa thì rõ ràng là anh sẽ không kiểm soát được cái hoạt động của mình. Anh cứ điền đi, Rồi. điền thử đi, điền thử đi. Cho nên là hoàn toàn anh yêu cầu nhân viên là bây giờ phải xây dựng cho anh cái phần kế hoạch cho anh soát, đến lúc vào ngồi set này phát là anh nói chung là kiểm soát nó rất là dễ. Tại vì là nếu mà các bạn ấy không chuẩn bị các cái phần nội dung để kế hoạch thì đến khi mà để ngồi đối soát và kiểm tra xem là phần nào là hiệu quả thì anh sẽ thấy là bắt đầu nó bị khó nhé. Ở cho các tiêu đề này thì bao giờ cũng thế là anh không được viết dài quá 30 ký tự, nó bị đỏ kìa. Rồi cái phần mô tả thì sao? Mô tả đấy là phần anh diễn giải các vấn đề, ví dụ như anh bị thừa này một cái 32 cái 33 xóa mất kìa. Tức là ở đây ý, thì em có nói rồi là cái tiêu đề này anh sẽ không nên dùng những cái từ kiểu như này, mà anh phải dùng những cái từ nó mang cái tính chất giống như kiểu là để người ta muốn tương tác với anh. Ví dụ như là anh ghi ở đấy là gì, máy chủ đeo chính hãng, anh phải ghi là ví dụ như là đơn vị độc quyền phân phối, nghe nó đã sợ rồi, kiểu giống như vậy đúng không? Hoặc là đơn vị 15 năm kinh nghiệm, 15 năm phân phối R750, hoặc là đơn vị sở hữu hoặc đơn vị có sẵn R750 nhiều nhất ở Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì Sài Gòn thì bắt đầu người ta muốn tương tác chứ. Tức là mình đọc cái từ lên là mình phải có cảm giác là ok, ông này có chất. Giờ phải tìm cái người mà vừa về để mà biết cái nội dung nó cũng biết đầu Không, cái này thường là sale, tức là cái người bán hàng người ta mới hiểu. Tức là giống như em bán hàng của em phải hiểu khách hàng người ta thích tương tác với em vì cái gì. Ví dụ như là em bây giờ em bán khóa học, khách hàng quan tâm là ok, một là dễ học không, hai là ông có kinh nghiệm không, ba là học xong bao lâu thì được, thứ tư là làm cái này thực hành như thế nào hoặc là hỗ trợ ra sao mình phải ghi vào. Đúng không? Cái này anh phải ghi hỗ trợ vào, ví dụ anh ghi là hỗ trợ cài đặt, đúng không? Đeo R750 24/7 hoặc là chỉ mất 15 phút để hỗ trợ triển khai, bảo hành bảo trì trong vòng 10 phút thì kiểu kiểu đấy, nó là những cái câu để khiến người ta muốn tương tác với mình. Còn chỗ cái dòng 90 ký tự này là mô tả dài, anh có thể thực hiện nó dài lên. cái mô tả dài này là nó Anh nói nhiều hơn cái vấn đề mà mình nêu ở phía trên. giờ mình viết sao cho nó ấy, anh thì tôi cũng cũng ngại viết mấy cái từ khóa À không, thì thực ra cái vấn đề ở đây như này thôi. Anh đúng là căn bản là vì anh chưa hiểu phương pháp thôi. Còn cái đúng ấy là bây giờ nhiệm vụ của anh là anh cần phải nói những cái điều nổi bật của bên anh để khách hàng người ta muốn tương tác với anh, thế thôi. Anh không phải viết hay. Điều nổi bật nghĩa là điều mà khiến khách hàng người ta muốn là gì, là bên anh hỗ trợ họ thì anh ghi vào đấy. Mà cái này thì rõ ràng là anh là người phải am hiểu sản phẩm hơn em rồi, và anh cũng hiểu rõ sản phẩm là như thế nào rồi.
Hiểu thì hiểu, nhưng mà cái lời nói, cái lời viết là một vấn đề chứ không phải là đơn À thì ý em là ban đầu có thể anh sẽ viết theo nó một cái kiểu hình thức nó hơi, tức là nó hơi khô khan cũng được, sau đó anh chỉnh dần. Ở đây thì mình cứ quan điểm là chúng ta sẽ bán hàng theo dạng văn nói. Anh bán được cho khách hàng thì nghĩa là anh viết lại cái thứ anh nói chắc chắn là sẽ thực hiệu quả. Tại vì là bình thường anh nói người ta đã mua rồi, bây giờ người ta đọc được đúng cái dòng đấy nó sẽ hay hơn. Tạm thời là như vậy đi. Để cái từ khóa này để bữa nào ngồi rảnh rảnh viết xong. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Tới đây là mình chọn thêm mô tả rồi này kia, là mình có đưa link vào thôi đúng không? Đúng rồi ạ, chính xác. Nãy giờ tới cái phần nào, phần này phần nào rồi? Rồi, anh lưu thôi, xuất bản là xong. Xuất bản. Sau đó anh vào phần từ khóa. Đó, ở đây bị lỗi kìa. Nó sẽ có một lỗi, anh ấn vào chỗ khắc phục vấn đề màu đỏ đấy. Xem nó bị lỗi đâu. Đây, thiếu đường dẫn kìa. Chưa có đường dẫn cuối. Là mà đừng đừng dẫn của sản phẩm gì nữa phải không? Tức là cái đường dẫn để khách hàng người ta đọc bài viết. À này, cái bài viết này thì nó lại viết nhiều nội dung nói chung là anh mà về căn bản là anh không có kế hoạch, cho nên đến bây giờ là anh làm cái gì nó cũng bị sai thôi. Đáng nhẽ là anh phải làm kế hoạch từ trước, sau đó anh mới vào anh mới setup quảng cáo, chứ còn cái phần setup quảng cáo này nhanh mà. dạ, đang coi cái thầy thằng này nó viết cái nội dung của cái con R750 này, cái trang đích của nó, đang coi cái này. Và nhưng mà nói tóm lại là thường là bên anh chỉ là giới thiệu sản phẩm thôi, anh không đi vào việc giải quyết vấn đề của khách. Ừ, thứ giá rồi đi, xong lách tiếp, kệ em, xử lý tiếp. Quá ít yếu tố trong bộ sưu tập. Ở dòng dưới anh thiếu kìa, dòng dưới anh chưa có, nó có hai dòng mô tả anh mới làm một dòng kìa, thêm một dòng nữa đây làm nốt. Anh điền nó đi, sau đó next tiếp. Cho nên là trước tiên chạy chúng ta phải am hiểu vấn đề, nghĩa là lập bảng lên rồi lần sau anh chỉ vào đây anh copy thôi, nó rất là sướng, nó làm nhẹ nhàng lắm, chả vất vả thế này. Khắc phục vấn đề Không cần đâu, xuất bản được rồi, nó có chữ xuất bản rồi, kệ nó, mình để 209 đồng cho nên là nó bảo là không có lưu lượng, kệ nó thôi, xuất bản đi anh, lưu và tiếp tục đi, nó có chữ xuất bản rồi, xuất bản kệ nó. Tức là vấn đề mình đang để ít tiền để mình bắt nó phải học một cách tư duy tốt hơn đấy. Sau anh ấn vào từ khóa đấy, anh ấn vào chỗ từ khóa kìa. Từ khóa, từ khóa, từ khóa.
sang bên trái, sang bên trái. Nó ở cái cột số 2, từ khóa, cột số 2 bên phải, sang bên phải, lên trên. Đấy, kéo dưới một tí, nữa đi. Từ khóa. Ok. Anh tích vào cái ô vuông ở phía trên. 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 Lên trên đó. Đấy, ngay trên nói. Cái chỗ, đây, chỗ sang phải, sang trái. Rồi, ok. Kích ở đấy. Sau đó anh nhấn vào chỉnh sửa. Anh chọn nó là thay đổi kiểu soát khớp. Anh chọn là tất cả kiểu khớp. Ok, trên 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 trên. Rồi, kích đấy. Rồi anh chọn kiểu soát khớp sang nó là cụm từ. Kéo lên trên. Chuyển nó là cụm từ cho. Ủa, cái này là sao ạ? Cấp cụm từ. Đúng rồi ạ. Ủa sao mình chọn hết, tại tại sao nó không 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 đi mà nó chỉ đi một cái thôi? À, anh tích lại lên trên xem nào. Anh cuộn lên trên. Ủa cái hồi nãy là anh làm cái nào vậy ta? Anh nhấn F5. Anh nhấn F5 lại đi, anh nhấn F5 lại, F5 lại. Refresh lại để cho nó thoát khỏi cái này đi. Sau ấn lại một cái nó phải chọn tất đi. Chọn cái chiến dịch anh làm đi, anh còn nhớ tên không? Đấy, chiến dịch là cái tạo chiến dịch mới. Cuộn từ dưới cùng của anh đấy, máy chủ là... Cho nên là anh phải, lần sau anh đặt tên ấy, anh phải nên đặt tên cho em theo tên người lập, theo ngày tháng lập, với tên chiến dịch đến lúc tên còn tìm được, không không biết là ai lập. Ok. Ủa sao? Dạ. Anh được cái chiến dịch này sao? Trong này có nhiều chiến dịch như vậy ta? À, 209 đồng, 209 đồng, sao nó nằm ra 5 cái từ, à hồi nãy anh đặt 5 từ khóa. Đây là từ khóa, đúng chưa? Cái này của anh mới chỉ có một nhóm khóa thôi, có một nhóm quảng cáo trong một chiến dịch thôi mà. Anh tích vào cái ô vuông ở phía trên đi, để anh chuyển tất cả từ khóa sang dạng cụm từ cho em. Đây, chỉnh sửa. Kích vào đây đúng không? Rồi, chỉnh sửa. Chỉnh, vô chỉnh sửa. Rồi. Chuyển, chọn soát khớp đi. Chọn kiểu soát soát khớp, rồi, thay đổi tất cả các kiểu khớp. Tất cả các kiểu khớp. Rồi. Anh chọn nó là cụm từ cho em. Lên trên, lên trên, lên trên, lên nữa đi, cuộn lên trên nữa, cuộn lên trên nữa. Đấy rồi, đấy, chọn kiểu khớp đi. À, trên này hả? Rồi, chọn là khớp cụm từ. Khớp cụm từ. Rồi, áp dụng đi. Rồi, anh thấy rồi. Tất cả chưa? Rồi, thấy tất cả rồi. Rồi, ok, sau anh ấn vào cái X màu xanh cuối, tắt đi, sao phải. Tắt cái trên bên phải giữa màn hình. Rồi như vậy bây giờ anh sẽ chờ anh chờ cái quảng cáo này, tại vì trong vòng 24 giờ nó bắt đầu chạy thì lúc này nó xảy ra hai trường hợp. Trường hợp một là đủ điều kiện nó sẽ chạy. Trường hợp số hai không đủ điều kiện thì ở cái chỗ chữ, anh thấy chữ trạng thái nào? Cái này là đủ điều kiện nó sẽ chạy, mà không đủ điều kiện thì sao? Cái trạng thái này. Không, tức là ở đây nó vẫn, bây giờ nó chưa duyệt đâu. Khi nào nó duyệt thì nó sẽ thông báo là, ví dụ nếu mà là đủ điều kiện và cái số lượt hiển thị này nó có thì nghĩa là quảng cáo chạy. Còn nếu mà đủ điều kiện mà cái số lượng này nó chưa chạy thì như vậy nó sẽ báo giá. Thì anh sẽ nhìn thấy là nó sẽ ghi ở chỗ trạng thái này, nó bảo mình là tăng tiền lên bao nhiêu thì mình sẽ tăng lên bằng cái giá tiền nó yêu cầu. Nó tự động nó hiển thị lên đây luôn hả? Vâng. Nó kêu mình tăng lên. Đúng rồi, nó sẽ tự động hiển thị ở đây. À. Thì mình sẽ tăng lên. Đúng chưa? Tăng lên sau đó thì cái quảng cáo này sẽ chạy tiếp. Thì nó chạy tiếp thì bắt đầu anh nhìn thấy ở trong cái, thấy cái chữ cụm từ tìm kiếm này không? Cụm từ tìm kiếm rồi. Nó sẽ liệt kê ra tất cả các từ khóa mà người dùng người ta search nó hiển thị ra. Thì mình sẽ vào đây, mình lấy những cái từ mà người ta đã chạy, mà ở trong này nó ghi cái trạng thái là không có, thì anh sẽ lôi từ khóa đấy ra phần tìm từ khóa và anh cho nó thành chính xác. Và nhiệm vụ của mình là biến tất cả những cái từ mà người ta có thể search ra thành trạng thái chính xác. Thì như vậy đấy gọi là tối ưu xong cái quá trình về quảng cáo này rồi, về từ khóa. Nghĩa là nó không có từ nào thêm nữa thì là ok. Ý em nói là ví dụ này nhá. Anh đừng để ở trạng thái là cụm từ đúng không? Đúng rồi. Thì như vậy nó sẽ xảy ra trường hợp đó là người ta search với từ cộng ở trước và sau, nghĩa là người ta thêm từ trước và sau mà mình không biết là từ gì đúng không? Ừ. Và nhiệm vụ của mình là phải
thiết lập từ khóa nó ở dạng chính xác. Tại sao mình không thiết lập luôn ở dạng chính xác? Tại vì là có thể người ta search những cái từ liên quan mà nó ra mình không biết là từ gì, đúng không? Đây này, ví dụ ở đây anh đừng để là cụm từ này, thì cụm từ này là nó sẽ ra thêm những cái từ mà người ta có thể search, nó nằm ở trong phần cụm từ tìm kiếm. Và mình sẽ Rồi. vào phần đấy để mình biến tất cả những cái từ thêm đấy ra phần ngoài này và biến nó trở thành chính xác. Và đến khi nó không thêm nữa thì mình sẽ biến nốt cả cái phần liên quan đến cụm từ tìm kiếm này mình cho thành chính xác, thế là mình cấu hình xong. Được chưa? Tức là mình phải làm như vậy thì mình vét được hết cái lượng khách hàng. Vì trong đấu giá thì cái từ khóa ở trạng thái là cụm từ chính xác nó sẽ bao giờ cũng là được ưu tiên nhiều nhất. Google coi cái đấy là chạy chuẩn nhất. Còn cái phần thứ hai mới là cụm từ, chỗ cái phần như là đối sánh cụm từ với cả đối sánh chính, đối sánh mở rộng. Thì như vậy là thằng mở rộng là cuối cùng, còn thằng đối sánh cụm từ thứ hai, thằng chính xác là thằng số 1. Và việc của mình phải để ở cụm từ để mình chờ nó bung hết ra từ khóa, và sau đó thì bắt đầu mình mới chuyển nó về chính xác được. Ok ạ. Thì lúc đó CTR của anh nó mới chuẩn và cái lượng khách hàng của anh nó mới chuẩn. Còn không ấy, như các bạn đương để là mở rộng thì suy ra là anh thấy là khách hàng của mình sao ạ? Các bạn đương để mở rộng thì anh thấy khách hàng của mình sao ạ? Anh chưa có đánh giá được cái phần đó, bữa giờ anh cũng không đánh giá được cái phần mở rộng đó. Ok, thế như vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy một việc là cái đấy dẫn tới một việc là CTR của nó sẽ thấp. Đối tượng search rất là nhiều, tỷ lệ chuyển đổi nó kém, mất nhiều tiền. Nói nôm na là bỏ nhiều tiền ra nhưng mà hiệu quả không cao, tại vì cái lượng khách rác nó vào nhiều. Việc của mình bây giờ là mình phải khoanh vùng, xử lý, đạt được hiệu quả. Và cái nữa là vì anh không có cái KPI, cho nên là anh cũng không biết là bạn ấy có thành công hay không thành công. Nhưng khi bây giờ anh lập KPI rồi, mỗi một cái chiến dịch này coi như là một nhân viên kinh doanh, là anh dám được sát được doanh số của nó hàng ngày luôn. Hàng ngày phát là kiểm tra luôn được, là biết ngày hôm nay có ok hay không là anh đoán được luôn như sao nữa. Thì với cách này anh mới có thể kiểm soát được tất cả các hoạt động quảng cáo, và các bạn đấy cũng biết được là ngày hôm nay mình đã tiến hành cấu hình quảng cáo cho công ty có thành công hay không. Anh không cần phải nói nhiều, chỉ số có thôi, ta chỉ cần đọc chỉ số phát tôi biết ngày hôm nay thành công hay không. Không thành công thì phải sửa, sửa như thế nào thì bắt họ phải làm. Alo. Anh nghe rồi, như vậy cái này mình có cái form nào mà mình bắt tụi nó phải điền cái form trước khi nó đăng nó làm qua đây không ta? Có đây, cái anh vừa viết đây, anh mở cái file word của anh ra, mở file word của anh ra. Đầu tiên là cái bảng 3C, anh đã biết bảng 3C đây bảng gì chưa? C1, C2, C3. Rồi. Ok, thì như vậy nhiệm vụ đầu tiên của chúng nó phải cung cấp cho anh, ok, ông chạy chiến dịch này đúng không, bảng chỉ tiêu của ông đâu, doanh số là bao nhiêu, ông muốn được chiến dịch này là ra bao nhiêu doanh số, C2 của ông là bao nhiêu click, từ khóa là từ gì, đúng không? C1 của ông là bao nhiêu? Từ đó ông đưa ra được tỷ lệ chuyển đổi. Thứ nhất là bao nhiêu khách hàng thì phải ra một đơn, chi phí thế nào, thì cái bảng 3C đấy em hướng dẫn anh rồi, cái đấy chỉ điền ra thôi. Đúng chưa? Sau đó cái vấn đề số 2, bảng chân dung khách hàng nó có 3 cột thôi. Một, khách hàng là ai? Họ đang cần gì? Và tại sao họ chọn chúng ta? Thì nó bảo là anh ơi, em muốn tiếp cận 5 đối tượng khách hàng. Mình bảo ok, 5 đối tượng là ai? Một, nó bảo là những người người ta đã search và đã, tức là người ta đang dùng máy tính, dùng máy chủ đeo và người ta muốn mua lại máy đeo, đúng chưa? Tức là rõ ràng khách hàng là ai, là người đã mua máy đeo rồi, họ đang cần gì, họ muốn nâng cấp và mua tiếp máy đeo, đúng chưa? Và như vậy thì lý do tại sao họ lựa chọn mình thì phải chốt lại là gì? Mình là đơn vị phân phối chính hãng duy nhất của đeo, và như vậy giá của mình tốt hơn thị trường 15%. Xong thì như vậy là ra được cái vấn đề chân dung chưa? Đối tượng thứ hai là gì? Là những người chưa dùng máy đeo bao giờ và bây giờ họ đang đi tìm xem là con server nào là con server tốt và chi phí phù hợp. Thế như vậy là tại sao họ chọn mình? Là tại vì mình có cái dòng máy đeo hiện tại với giá này đang ở cái mức ngon nhất thị trường với cấu hình như thế này, và bên mình là đơn vị có nhiều hàng. Thì ok, đấy là lý do lựa chọn mình. Thế các bạn ấy phải viết nó vào chứ, không làm sao mình xử lý được. Xong sang việc số 3. Thì sau khi các bạn ấy viết xong phần này thì bạn phải viết mẫu quảng cáo. Thì như vậy là đấy, tiêu đề là gì? Viết cái gì ra để người ta tương thích thì phải nói anh ơi, em chuẩn bị 3 mẫu này. Mẫu 1 em sẽ nói với chủ đề này, kỳ vọng là thằng này nó quan tâm về giá. Em xem là tỷ lệ người quan tâm về giá chuyển đổi có tốt hơn là thằng quan tâm về dịch vụ không. Và tiếp theo có khi là nó lại không quan tâm đến vấn đề về giá và dịch vụ, nó lại quan tâm đến việc là thương hiệu chẳng hạn. Thì như vậy bên anh có chứng nhận như thế nào anh cho vào. Và cuối cùng anh lọc ra được là hóa ra là cái tỷ lệ với thằng khách hàng này là ổn nhất. Thì mình có chỉ số rồi, như thế mình tán thôi. Sau đó mình cho vào cấu hình. Cấu hình thì không để cấu hình tự động, mình để CPC thủ công, mình đấu giá dần. Thì phần đấu giá này thì hiện tại bây giờ em chưa chỉ anh phải thực hiện phần này xong đi, thì hôm sau sẽ hướng dẫn anh đấu giá nữa là ổn.
Ok, hiểu. Hiểu chưa? Thế như vậy suy ra vấn đề bây giờ ngay lập tức tối nay về bác tám vào đầu bọn quảng cáo được chưa? Đúng, giờ mà lọc lại hết coi cái size của nó cũng nhức đầu quá là. Ồ không, bây giờ không, không mình không 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 phải lọc, mình bắt nó bây giờ nó trình bày cho mình cái bảng rồi ấy. Anh bảo đây tao đưa ba câu chuyện này thôi. Câu chuyện số 1. Đấy bọn mày chạy bây giờ thì cho tao cái mục tiêu. Việc đấy chúng nó phải tự đưa cho gì anh phải quan tâm. Anh chỉ duyệt thôi. Ví dụ như là mục tiêu bán con số này, ngân sách này, nó bảo anh ơi em làm một tầm 10 cam tương đương với 10 nhân viên kinh doanh chịu doanh số tầm này thì nó phải phân tích cho mình chứ. Về số 2, bảo khách hàng đâu? Bây giờ mày bán 10 dòng sản phẩm này với doanh số tầm này thì lại phân ra là bao nhiêu khách hàng cho mỗi dòng sản phẩm, lý do tại sao họ mua, nó phải trình bày cho anh như gì anh phải làm. Sau đó việc thứ ba lại trình bày tiếp cho anh là gì? Thế thì bây giờ để bán được cho cái đối tượng này thì mày viết quảng cáo kiểu gì, viết trang đích kiểu gì, thế anh duyệt cái phần đấy là sau. Sau đó thì bảo chúng nó mày viết lại, mày xét quảng cáo đi, cấu hình lại, còn tất cả trong này cấu hình sai rồi tắt đi để làm cái gì đâu, mấy cái này chạy linh tinh rồi. Như vậy là cái quảng cáo này của anh là anh chỉ tập trung vào một lượng khách nó khá là hẹp. Khá là hẹp là những người người ta đã biết cái dòng máy rồi. Đúng rồi, cho nói chung là những cái quảng cáo này là tập trung vào những cái phần mà nó đúng là người ta chỉ biết rồi, còn mình phải phổ biến ra ngoài là những người không biết, đúng không? Rồi kể những người ta Họ so nên mua sánh cái nhá. máy chủ nào, Vâng. họ nên mua máy chủ nào để mà gọi là đó là những cái phần mà rồi rồi hiểu hiểu hiểu. Nói chung là vấn đề nó sai từ chiến lược rồi, cho nên đi xuống dưới là nó sẽ sai hết. Và cứ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình cứ thế nó sai, nó cứ vấp phải sai liên tục. Mà nhiệm vụ của mình là mình phải chỉnh đốn cái sai đấy. Như vậy là anh hiểu được cái vấn đề bây giờ mình sẽ bắt các bạn phải làm gì chưa? Chung là vậy, anh phải xem lại, anh phải kêu kêu các bạn là phải nói rõ lại với anh để anh phải xem lại những cái phần Anh của nó nhìn này, đang làm anh nhìn CTR thấp thế kia cơ và mà. cả, nhìn thấy cái CTR với lại nhìn thấy Quảng cái cáo. giá đấu thầu. Vâng. Tức là nói chung là các bạn đấy phải kiểm soát, phải biết tỷ lệ chuyển đổi đó là bao nhiêu, chứ bây giờ chạy chả quan tâm đến chuyển đổi gì cả thì làm sao mà xử lý được. Cái phần này tỷ lệ chuyển đổi tới 100 trên 100. Cái đấy không phải, cái đấy Google thống kê sai đấy. Tại vì là cái vấn đề chỗ là Chất lượng. chuyển đổi cái này là anh phải cài code vào trong cái phần đặt hàng ấy. Ví dụ như là khi mà anh cài code vào đặt hàng mà nó order và nó thành công, ví dụ ở nước ngoài là nó mua hàng cơ, nó trả tiền thì nghĩa là order đấy mới thành công, nhưng Việt Nam có chuyển đổi cái này đâu, Việt Nam cái này số nó có thật đâu. Mà kể cả Việt Nam có cho vào giỏ hàng chưa chắc đã mua. Trong cái phần Google Google Ads này nó chỉ có những cái công việc là mình chỉ setup những từ khóa thôi, đúng không? À, nó còn thêm một số phần nữa liên quan đấu giá, liên Đấu quan tới giá, tiếp thị đúng lại. không? Nói chung là nó có mấy phần nữa thì buổi sau em sẽ hướng dẫn anh cứ chạy lên này đi, em sẽ hướng dẫn anh thêm. Nhưng mà về quan trọng là phần này là phần quan trọng nhất này, tại vì nó là khách hàng tiềm năng, nó ra nhu cầu thực sự. Trước tiên là mình nên chạy vào những đối tượng người ta có nhu cầu và mình cứ xác định này, mình làm dịch vụ nghĩa là mình trả lời nhu cầu của khách, họ có nhu cầu gì mình trả lời cái nhu cầu đấy, và nếu mình làm được điều đó thì nghĩa là mình thành công. Còn như mình bây giờ là mình đang không thành công vì mình không trả lời nhu cầu của khách. Sau đó mình phải thống kê được là vì mình phục vụ khách thì tỷ lệ chuyển đổi nó có phù hợp với công sức mình bỏ ra hay không, thì nó là thước đo bao nhiêu, nhưng mình không lập thước đo cho nên mình cũng không tính toán được. Nên vấn đề của anh nó nằm ở chỗ đấy đấy, là không có mục tiêu, không có hành động và không có thước đo, cho nên dẫn tới việc là cái kết quả thu ra được là nó cứ bỏ mặc đấy, nó rất là phí tiền, phí thời gian, phí công sức, thậm chí là phí nguồn lực. Các cái bạn kỹ thuật của anh rất là giỏi thì anh phải cho các bạn đấy phải chịu khó chia sẻ, làm clip đăng lên, như vậy cái đấy sau này nó mới mang lại hiệu quả, khách hàng sau này biết bên anh là một đơn vị chuyên nghiệp, cứ cái gì liên quan tới server là đều nhìn thấy bên anh cung cấp thông tin, thì lúc đấy là xong hết rồi, không phải lo nữa. Trong dịch này anh hoàn toàn có thể yêu cầu với ông kỹ thuật là mấy bọn mày bây giờ phải giải quyết là câu hỏi của khách như này. Khách nó hỏi một là ví dụ như là bây giờ cài server thế nào, kiểm tra nó ra sao, lỗi này thì các ông mới biết hết. Thì các ông quay lại clip cho anh ngồi anh chạy quảng cáo với cái đấy xong rồi trả lời khách.
hack như thế, nó đi tìm những cái nội dung đấy, mình trả lời được là mình chiến thắng, thì sao nữa. Rồi. Sau đó ví dụ khách muốn xem là làm thế nào để tối ưu hóa server, dọn rác server thế nào này, kiểm tra xem server có bị hack hay không này, làm thế nào để phát hiện nhanh này, rồi sau đó thì thay RAM như thế nào này, bảo trì thay chip này, rồi nâng cấp hệ thống này, trong data center nó có cái gì này, kiểu kiểu đấy mình phải làm ấy. Rồi sau đó bản vá này, bản nâng cấp những cái thứ đấy, đúng là công nghệ hàng ngày các ông đấy ngày nào chả đập mặt những cái đấy không chia sẻ. Sau rồi có thể chia sẻ tiếp những cái vụ ví dụ như chết server kinh điển này, những cái vụ chết hot này, những cái vụ mất web này, rồi gần đây ví dụ như là hôm qua thấy Hồ Chí Minh khởi tố cái vụ phim mới .net thì bắt đầu đưa cho các bạn biết các luật liên quan đến vấn đề về server không may mà bị dính phải, một là virus này, bị chia sẻ những cái tệp không hay nó xử lý thế nào. Đấy là cái điều người ta cần, mình là nghề cung cấp thì mình phải trả lời được cái đấy chứ. Thì sau đúng, đó bây giờ phải nói thì nói được cái phần đó rồi, nhưng mà vấn đề là phải ai phải người đứng ra để mà ngồi mà làm hàng ngày những cái câu chuyện đó chứ còn sale thì nó chuẩn bị nó lo đi bán hàng, kỹ thuật thì nó công việc của nó là giải quyết vấn đề. Không thì em mới nói là vấn đề trong công ty ấy, thì anh là cấp lãnh đạo, cái đầu của anh là anh nghĩ chiến lược. Sau khi anh biết điều này thì lúc đấy là bắt đầu anh mới biết là ok là tôi sẽ có cái ông điều hành, ông đấy là phải ngồi giám sát cái việc này hàng ngày cho tôi để đạt mục tiêu tôi đề ra. Còn nếu mà không có thì anh phải là người làm với ai nữa. Thì ví dụ như là không có thì anh phải ok thì mỗi ngày làm ít thôi cũng được. Ví dụ như ngày làm 3 cái clip, 2 cái bài viết, cứ thế chia đều mỗi ngày làm một tí. Anh có bộ phận văn phòng thì ok, bây giờ tao bây giờ không có nhiều thời gian để viết thì tao có thể đọc được. Tao đọc ra cho chúng mày ngồi chế biến lại, sắp xếp lại nội dung. Vẫn làm được cơ mà, chuyện đấy cứ thế làm dần. Mình không cần phải đến mức là nó quá là cầu kỳ, nhưng mà ít nhất đầu tiên nó phải phổ độ thông tin đã, đúng không? Anh cứ xác định giống như kiểu là Chúa Giêsu hay là đạo Phật, bao giờ cũng thế, muốn thành công được thì đầu tiên anh phải đi tuyên truyền, phải đi chia sẻ, đúng không? Ông Giêsu ông có 12 thánh tông đồ đi khắp thế gian chia sẻ hộ ông ý, chứ ông có đi đâu, đúng không? Đức Phật cũng thế, Đức Phật sau khi bắt đầu giác ngộ rồi bắt đầu ngài có rất nhiều đệ tử là người đi chia sẻ, chứ đâu phải là mình là ngài đi chia sẻ đâu. Thì anh cũng thế, việc của anh là anh lên ý tưởng, anh phải có đệ tử để làm chứ, anh phải đi làm nốt thì nó ra làm được. Việc của anh là anh hiểu được cấu trúc và cách làm, đến bây giờ anh biết được là vấn đề lỗi nó nằm đâu rồi, thế bắt đầu anh đi giao việc, anh cho các bạn đi xử lý gần việc đấy, chứ không để cái tình trạng như này được, tình trạng chạy như này không ổn được. Mà rất nhiều cái chiến dịch của anh ở đây là chiến dịch đấu giá, nhưng mà anh không cấu hình này. Anh vào cài đặt đi, anh vào cái cài đặt của nó đi, sang bên trái, kéo dưới, chỗ giữa, cột số 2 vào cài đặt dưới, rồi. Anh nhìn như vậy cái quảng cáo này của anh là tối ưu hóa gì? Anh thấy đặt giá thầu của nó là tối ưu hóa chuyển đổi không? Cuộn giấy. Anh thấy có đặt giá thầu tối ưu hóa chuyển đổi không? Đang là tối ưu hóa chuyển đổi. Và anh kích vào từ khóa đi, anh sẽ thấy anh không đấu giá được. Lên trên chỗ cài đặt là từ khóa. Tối ưu hóa 90%. Từ khóa nằm đâu? À bên này hả? Vâng đấy, từ khóa đấy. Anh nhìn thấy like có đấu giá được không? Trạng thái là đủ điều kiện này. Nhưng không đấu giá được, làm gì còn cột giá nữa. Cột giá là ở đâu? Nó không còn nữa, khi nào anh phải chọn là CPC thủ công nó mới có cái cột giá ngay đấy. Tức là thường cột giá nằm bên cạnh cái trạng thái. Anh vào cái chiến dịch anh làm đi. Anh kéo sang bên cái cột ngoài cùng. Anh cuộn xuống dưới vào chiến dịch máy chủ của anh. Anh nhìn thấy là cái CPC tối đa của anh có 2.9 đấy. Còn cái lúc nãy anh nhìn thấy anh có giá không? Sao kỳ vậy ta? Tụi này nó làm sao kỳ vậy ta? Thì chúng nó không để tối ưu hóa CPC mà nó để đấu giá tự động đấy. Mà nó toàn để đấu giá tự động hết. Nên anh nhìn của anh làm gì có đấu giá đâu. Sửa nào đấu giá.
Nói chung là các bạn ấy chắc chưa hiểu cái vấn đề về việc xử lý về quảng cáo, cho nên là đơn vị như vậy đấy.